Sở dĩ cây trám được cho rằng để ra tiền, bởi đây là cây duy nhất trong vùng được thương lái Trung Quốc lùng mua và đặt cọc mua trái trong thời gian 10 năm liền với giá 200.000 đồng 1 kg, cao gấp 4 đến 5 lần so với cây cùng loại. Chủ nhân của cây trám là ông Hứa Văn Độ ở xóm Phai Kéo, bản Phai Lừa, xã Đồng Giáp, huyện Văn Quang, Lạng Sơn. Được biết cây trám đen này có tuổi đời 70 đến 80 năm. So với các cây khác thì thân của nó có màu sáng hơn, thẳng và trơn mực hơn. Trái của cây này hơi tròn, có độ dài từ 1,5 đến 2 cm, trong khi hạt có hình trụ tròn đều thì quả của những cây khác dài hơn, hạt gầy hơn và nhăn. Năm 2013, nhiều thương lái người Trung Quốc vào bản lùng mua trám, nhưng đến vườn nào họ cũng không ưng. Đến khi lên đến vườn của nhà ông Độ thì họ dừng lại, xem xét kỹ, kiểm tra cây lá, trái, hạt. Nhóm này nói mua trái của cây trám này trong vòng ít nhất 10 năm, đồng thời đặt cọc 10 triệu đồng. Từ đó đến nay, mỗi năm dù có năm mất mùa, chỉ được vài ký, họ cũng lặn lội sang thu mua. Năm được mùa thì ông Độ bán được 1,2 tạ.